Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây, lực lượng quản lý thị trường đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 đã đến dự và chủ trì lễ kỷ niệm. Tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, trong suốt 60 năm hình thành và phát triển, lực lượng quản lý thị trường đã làm tốt công tác chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm về an toàn thực phẩm, chống các hành vi gian lận thương mại. Và chỉ tính riêng giai đoạn từ năm 1995 cho đến 2016, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý gần 2 triệu vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 6.000 tỷ đồng. Nhiều vụ vi phạm quy mô lớn đã bị truy tố hình sự. Trong năm 2016, triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Bộ Công Thương, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra trên 167.000 trường hợp, phát hiện xử lý gần 105.000 vụ vi phạm, giá trị hàng hóa bị tịch thu 832 tỷ đồng, tiêu hủy trên 162 tỷ đồng hàng lậu, hàng giả, tổng số thu nộp ngân sách gần 550 tỷ đồng. Lực lượng quản lý thị trường cũng đã chứng minh và thể hiện được là một lực lượng quan trọng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và có thể coi là cái lực lượng chủ công ở cái thị trường nội địa về trên cái mặt trận hết sức quan trọng này. Và với cái sự phối hợp của tất cả các lực lượng có liên quan như là hải quan, cảnh sát biển, công an, biên phòng và các cái nhiều các cái lực lượng như là thanh tra chuyên ngành của các bộ ngành cũng như là các cái địa phương thì lực lượng quản lý thị trường cũng đã thực hiện tốt được các cái nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp các ngành. Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của lực lượng quản lý thị trường trong 60 năm qua. Nổi bật là đã kiểm tra kiểm soát thị trường, góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế đất nước. Để công tác quản lý thị trường đạt được kết quả tốt, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường cần tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống. Bên cạnh đó, cần chú trọng đến công tác xây dựng, lực lượng rèn luyện, đạo đức công vụ, đề cao vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng. Với thành tích đã đạt được, tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, của Bộ Công Thương, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp, khắc phục những khó khăn, không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao. Nhìn lại chặng đường 60 năm trong từng giai đoạn phát triển của đất nước, lực lượng quản lý thị trường đã được nhà nước trao tặng nhiều huân chương lao động, cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhân dịp này, Cục Quản lý Thị trường cũng vinh dự đón nhận cờ thi đua của Chính phủ.